Thank you.
นี่ยเสือปัดหัวลงกว่าเสือปัดบ่าลงไหลไปได้ตูอ๋อฮึ่นไปอินจะเงียบปอน้องทูหนังป๋องผู่โอ้น้องหนังป๋องไปไปไปมาเดียวแมนให้เกิดเลยก้อนชูเดียวสองแลนห้อยกูจังขึ้นเสือเอาเลยก้อนบ่าวเก่งสาวจังขึ้นเสือเอ็มเก่งไอให้กูผูกเป็นไอเป็นเอ็มกูเป็นปอเป็นแม่ก็จังเฮไหลฮอนไหลขึ้นเหล่าหมูผู้ม้ามาตุ่งแสงป้อนเข่าปันลองเมื่อไงพวกเขาสองน้องสองลูกสองล้านเฮาก็ปะมือเรื่องมือลันเลยซอตางหน้าปูซาตาในสไลก้าวมือได้ไงปะเมพี่น้องเฮาหลังสูนังนอฟงจับเฮากันเชื่อมเชื่อมกันหนังมาปั้นเข่าปันลองสองล้านเฮาไปเฮาสาวบ้านนังชอบชงเฉาเฉาไปเฮาไปเย้าเชียนเหล่าขายเชนจอมเจ้าเขาสองล้านเฮาไม่นี่ไหลเป็นผัวเป็นเมียซึ่งเรื่องมือลันซอก้าวมือก็ปะก้าวมือได้ไงปะเมพี่น้องDạ vâng, kính thưa quý vị, chào chào và kính mến. Đến với ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của cô dâu chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Ban tổ chức của chúng tôi rất lấy làm vinh dự được trở về đây phục vụ qua chương trình văn nghệ cũng như làm cầu nối tình yêu cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ không thể thiếu câu hát những câu hò cùng vang lên để chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ đúng không ạ?
xin được nhiệt liệt và hoan chào đón quý vị quan khách. Dạ vâng, kính thưa quý vị thầy trò và kính mến. Và lời nói đầu tiên, cho phép anh em những người làm chương trình chúng tôi xin được thay mặt cho hai bên gia đình cùng nghe lời trong cô dâu chú rể thân yêu của chúng tôi trong buổi chiều hôm nay. Xin được gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và chào mừng nồng nhiệt nhất. Ai chắp cánh cho đi chim bay về tổ, ai mở đường cho đôi bạn trẻ đến với nhau. Nhìn nhau thì chẳng biết nói gì đâu, chỉ có ánh mắt bắt cầu tình yêu. Và thuần khuê ngọc mai xin được làm làn gió dễ chiều để từ vùng ngàn đường từ nay bắt đầu. Dạ vâng, trăm năm ta chọn lấy một ngày, và một ngày ta chọn lấy một giờ. Và như vậy là giờ đẹp đã đến, chuông vàng đã điểm. Sẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu thêm nữa, chúng ta hãy hướng sự quan tâm, ánh mắt nhỏ của mình về phía cổng hoa để đón chào hai nhân vật chính. Đó chính là cô dâu Thanh Thu, sánh duyên cùng chú rể Hoàng Hải. Ta chúng ta bước lên trên sân khấu để ra mắt với toàn thể quý vị. Và một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nào quý vị ơi. Vì đồng ơi, mưa tôn trong trường sừng nhắn sừng luồng toàn phăng mãn khởi mãn hâu đó, vì đồng đó. Xin mời kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, như vậy là cô dâu chú rể của chúng ta đang tay trong tay bước lên trên sân khấu hạnh phúc. Cô dâu chú rể của chúng ta không chỉ cầm tay nhau trong buổi chiều ngày hôm nay, sẽ nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu và hứa với nhau một câu rằng sẽ đưa nhau đi đến suốt cuộc đời đây ạ. Hiện diện trên sân khấu ngay giây phút này đây là hai nhân vật chính đẹp nhất, hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất trong buổi trường ngày hôm nay. Và tình yêu của đôi bạn trẻ trong buổi trường ngày hôm nay thì cũng đã đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ thuốc, đủ chè, đủ cả bạn bè, đủ cả bên nữ và đủ cả bên nam, đủ cả quan viên hai họ về mừng chung đám cưới, đủ cả anh dưới và đủ cả chị trên, đủ cả bốn bên về chung ngồi ngay ngức. Một lần nữa chúng ta hãy nổ ra một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nào quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chú sâu và kính mến. Sau đây để tỏ lòng cảm ơn tới quý vị quan khách, xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trường hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nghiêng mình cúi mặt cúi đầu thật sâu để cảm tạ quý vị quan khách của mình nào. Xin mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chú sâu và kính mến. Quả đúng thật là vui sao khi thấy con mình trưởng thành đẹp duyên tình nết na, giúp con từ thuở đu nôi, dạy con từ thuở biết ngồi biết đi, mong con khôn lớn nên người, mong con khôn lớn từng ngày từng đêm. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chào chào và kính mến. Để có được như ngày hôm nay, đó chính là nhờ ơn dưỡng dục vô bờ bến của bậc sinh thành. Sau đây ban tổ chức sẽ được chào trọng và kính mời lên trên sân khấu. Về phía gia đình nhà gái gồm có bố Lò Văn Thoải và mẹ Lường Thị Oanh là song thân phụ mẫu của cô dâu xinh đẹp Thanh Thu. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời. Về phía gia đình nhà trai gồm có bố Tòng Văn Tâm và mẹ Lò Thị Chiến là song thân phụ mẫu của chú rể đẹp trai Hồng Hải. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình thùng thẳng đường tầng A sẽ cùng nắm tay cùng bước lên sân khấu tình yêu để đứng cạnh hai con của mình và ra mắt với toàn thể quý vị nào. Xin mời. Bình Đông ơi, tốt bước sự nhớ sung luôn toàn phú gia tài nãy đấy Bình Đông ơi. Nhà hà lúc kinh lẩu chốt mua này đấy Bình Đông ơi. Nai nữ nhìn mùa tươi tươi mát có sân khấu đây nữ. Cứ bỏ ra đi, cứ bỏ ra. Xin vâng, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, hiện diện trên sân khấu ngay lúc này là hai bên diễn tham gia cũng như cô dâu chú rể hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất trong buổi chiều ngày hôm nay được không ạ? Xin vâng, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, để sau đây để cho đo thắm tình thông gia, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình thông gia của chúng ta sẽ qua lại và bắt tay nhau đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Một lần nữa xin được chúc cho hai bên gia đình thông gia của chúng ta luôn luôn gắn kết tình keo sơn. Dạ vâng, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, đến với ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của cô dâu chú rể trong buổi trường hôm nay, ban tổ chức của chúng tôi rất thấy làm vinh dự được trở về đây để phục vụ qua chương trình văn nghệ cũng như làm cầu nối tình yêu cho đôi bạn trẻ trong buổi trường ngày hôm nay.
Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, trong buổi trường ngày hôm nay chắc chắn hai bên gia đình Thông Gia cũng như ban tổ chức của chúng tôi sẽ có rất là nhiều điều sự thiếu sót. Chính vì thế mong quý vị chúng ta cùng lượng thứ và bỏ qua cho. Dạ vâng, sau đây để tỏ lòng cảm ơn tới quý vị thật sự sâu sắc và ý nghĩa nhất trong buổi trường hôm nay, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình cũng như cô dâu chú rể một lần nữa, chúng ta sẽ cùng nghiêng mình cúi và cùng cúi đầu thật sâu để cảm tạ quý vị quan khách của mình nào. Bắt đầu. Dạ vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, một lần nữa thay cho lời muốn nói, thay cho lời cảm ơn sâu sắc và ý nghĩa nhất trong buổi trường hôm nay, sau đây cho phép Ngọc Mai sẽ có đôi lời phát biểu thay cho hai bên gia đình bằng tiếng Thái đen của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời. Chương ngày em, chương bò mè, chương tình lòng hạc sườn, rất là muốn mong cả là vinh dự một phù miên một làn cờ lấy ón ả tàng tà tôi phú xa tán nay sòng phái chư hân cờ bà mở nọ. Quán trong tiết tư làn cờ sò lấy chương đổi trường phù trợ lý, chương bị thứ phù trợ quảng, chương phù trăng thánh sảng lại bàn mong ứng ma tòm, cho chương bưng ý trang dòng sán nửa xưa mè năm tiền, cho chương bưng ai thành niên tuổi sòng sao sáng sao. Cờ bà nọ nhâm cho khỏi lặng, xong bón phú xa tán nay qua, quá lại diệt kín có bản có cuống, có hóa lệ lại tìm. Mi lại khẩu đẹp chém ngam, có há bầy đình báo chằm nhằm năm cờ báo cún, có há bốn nà cồn tà lướm bùn pha lướm bùn luôn, cờ trắng hiên ó chắc xình lầy lù nòi ỏi hạc phăn phanh, rú xiếp bẩn tàu rú cào bẩn tiền, xiếp bẩn cờ trắng hiên ó mắc kín khẩu, cào bẩn pha trắng ó mắc kín nôm, chân nàn pò trắng liềm trắng sùng, ở mẹ trắng trùng trắng nhớ khách cờ trắng nhớ piêng lung trắng sùng piêng pà, khách cờ trắng mả piêng pò piêng mè hà hơn, lù với trai là tuổi sấp sàm cờ trắng hiên hồ tát tí, lù với nhinh tuổi sấp xí cờ trắng hiên hồ tát hừm, tát hừm đầy hừm tông sao xí, tát bí lầy bí nôi ẻo lẹt sao sòng, bỏng nâng chính nghĩa trang báu phải hay lù mà, bỏng nâng chính nghĩa trang báu phải na lù nằng. Chân ăn văn hải cái chính nghĩa sửa bạt hùa lông qua, sửa bạt bá lông lầy, phải khai tua ngân phải ỉn chính nghĩa phong nằng là thù nằng phóng phủ, ổ nòng nằng phóng phay, phay phải ma liều mền, phải cười lệ quan chu điều sòng làn hơn của trắng cương sở ảo, lệ quan báo cánh sào trắng cương sở em cánh ải, phải cờ sân bó nải em cờ trắng hà lầy mưa đi bên chân, mưa sàn vân chép mưa lẹp trong ngam vì trên vần mà, trong mắt tặng tánh tan khảo phản lòng mừng hạnh phúc ở sòng nòng sòng lù sòng làn hâu có bà mỡ hở sòng lù sòng làn hâu lầy nhai cốc ma hồng hầu lầy nhai cầu ma hồn mồng lầy non sòng có nà nhưng cái trắng sạt lên sứa ma hà trai cái trắng sạt lên pha ma sú bên lắm lửa của mía bên đồi sương lồi tú bên khu sương phù kim cái cờ hót mày nỉ cái trắng nghe lầy hên lầy ải lầy em lầy pò lầy mè rú sòng bản sàn tay sòng huyền sàn xã và cò áo cằn hạc tanh thấy nấm lửa sửa đi bưu kiểng ma bó lù sòn làng ma trông muôn muôn sóng lù sóng làn hơ co ba mỡ lù làn cái lầy rú tăng bảng tổ chức của bọn mít sáng hơn xưa so chúc là em bò mẹ pin nòng lâm chơ lại hào hẳn thăm mạnh phù dây bia bản nhường tướng trả bàn phù dây càn mương nhường tướng trả hù phù bê ca lầy tướng màn phòng phù dư nòng rú na mi bà tổ màu và liêng bù tàu hởi nhớ sùng bàn liêng một làn bó phăng lên hù tảnh mua hôm mi lại tổ tảnh mua quay hả mi lại lắm xếp vì như mi lùa sảy sao vì như mi lùa nào hả mất xiềng sang bà hả mất sở sang loài em bò mẹ pin nòng chu phù lại quá nào lên đó hào khán em bò mẹ cho phù lại cố đây đó. Dạ vâng, kính thưa quý vị, cho chồng và kính mến, quả đúng thật là tình yêu thì đến từ nắng mặt trời, tình yêu như sóng biển chiều hôm, tình yêu như chén rượu nồng bỗng vào một chút để hùng đôi môi. Hôm nay ngày lễ sánh đôi, tâm tình đôi đứa của anh với nàng. Dạ vâng, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đều cũng qua, yêu nhau chẳng ngại gần xa, nắng mưa cũng quyết mà phong ba cũng liều. Dạ vâng, đó chính là mừng cho hạnh phúc đứa đôi, mừng cho đôi bạn trọn đời thủy chung, bấy lâu ngày dài như mơ, hôm nay thỏa sức đợi chờ ước mong. Và giờ đây đôi bạn trẻ nguyện chung sức chung lòng, chung trăng chung chiếu chung phong chung màn, chung nguyên hơi thở chứa chan, chung cha chung mẹ chung một gia đình ấm êm. Dạ vâng, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, trong tiết trời ấm áp của ngày hôm nay, đó chính là chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023, tức ngày 7 tháng 2 năm Quý Mão, được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự đồng tình của đôi bạn trẻ cũng như được sự đồng tình của chính quyền địa phương cho phép, hai bên gia đình đã long trọng tổ chức buổi lễ vu kỳ trăm năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước sự hiện diện của bà con cô bác trong xóm ngoài làng đang tập bắt và mừng từng bước chân son, và trẻ con cùng đến chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Sau đây cho phép MC Thuần Khuê và Ngọc Mai xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ vu kỳ trăm năm hạnh phúc của cô dâu Thanh Thu sánh duyên cùng chú rể Hoàng Hải. Hoàng Hải, Thanh Thu xin chính thức được bắt đầu. Lớn để chúc mừng nào quý vị ơi. Vì đồng ơi, bước tổng trong chiều à, tỏa là không bán không bán hao bình đồng đâu. Oh,
họ được bền lâu muôn đời. Chúc cho quý vị khách mời vui tươi hạnh phúc, đời đời an khang, tương lai no ấm giàu sang, công danh sự nghiệp vững vàng đi lên. Chúc cho đôi lứa vững bền, tình duyên suôn sẻ sớm nên vợ chồng. Và xin chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê, thiên trường địa cửu mãi mãi không rời xa. Một lần nữa chúng ta hãy nổ ra một tràng pháo tay để chúc mừng nhau quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chào mừng quý vị mến đến với ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của cô dâu chú rể trong buổi trường hôm nay. Thì các bậc làm cha làm mẹ, cô dì chú bác cũng đã chuẩn bị những món quà hạnh phúc nhất, yêu nhất và đặc sắc nhất trong buổi trường ngày hôm nay để gửi tới hai con của mình, đúng không ạ? Và món quà đầu tiên xin được trân trọng kính mời bố mẹ đẹp của cô dâu sẽ trao cho hai con của mình món quà hạnh phúc nhất và đặc sắc nhất trong buổi trường ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Từ nay con đã theo chồng, món quà kỳ vật tơ hồng thành đôi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chào mừng quý vị. Quả đúng thật là ngày vui tháng đợi bên chờ. Bố mẹ tặng hai đứa một đời vàng son, son giáo thảo dày dặn nha con. Mẹ tặng hai đứa đã để đứa con sau này nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy khôn lớn thành tài, mẹ vui đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến. Và món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Khoa Phượng và gia đình cậu Vương An cũng đã chuẩn bị những món quà đặc sắc nhất trong buổi trường ngày hôm nay để gửi tới hai cháu của mình, đúng không ạ? Xin được trân trọng kính mời. Pin Ong ơi, chín lầu chống mua này nó Pin Ong nữa. Xin được số máy em comment cho phụ này cô đấy nọ. Mình đi học gạo cần bộ bia băng cá mà tùng tôm cho muôn muôn sòng tổ đàn học các bạn mà ư. Pin Ong lời mi món quà là đặc biệt ở khẩn má nó Pin Ong ai em comment cho phụ này cô nư. Mi mù mà bến cấy ngua quái ma ô tô xe máy xe bin các kiểu các thứ ở khẩn má sân khấu trưng bày hàng à. Thời gian chung khỏi mình đã bỏ mẹ nữa. Chung khỏi chào mến nữa Pin Ong nữa. Dạ vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến đến với ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì hai bên gia đình thông gia của chúng tôi cũng đã mời trở về đây một kênh YouTuber mang tên Quỳnh Nhai TV. Chính vì thế ban tổ chức xin được trân trọng kính mời chúng ta sẽ cùng vào kênh Quỳnh Nhai TV để đăng ký kênh, ủng hộ kênh cho phát triển hơn nữa, đúng không ạ? Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thưa quý vị thân mến, như vậy là những món quà hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã gửi tới cô dâu chú rể của chúng ta rồi, đúng không ạ? Một lần nữa để tỏ lòng cảm ơn tới hai gia đình của chúng ta, cho phép anh em những làm chương trình xin được thay mặt cho hai bên gia đình cũng như lỡ lời cho cô dâu chú rể xin được cảm ơn gia đình cậu Khoa Phượng và gia đình cậu Vương An. Chúc cho gia đình của chúng ta có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Xin được cảm ơn rất là nhiều. Cô dâu ạ, xin được trân trọng kính mời ạ. Bị đồng ơi, xuống cái tầng kín lồng bay đó, bị đồng đó. Vâng ạ, chú rể của chúng ta đang làm việc với chai sông banh đầu tiên, đúng không ạ? Quý vị ơi, chúng ta hãy nổ ra một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho chú rể mời cô dâu chú rể của chúng ta hay tay trong tay, đúng không ạ? Lý đầu tiên cũng chính là lì cao nhất. Chúc cho đại bạn được kênh về gia thất từ đây. Tiếp theo giữa những tầng bay là bất diệt điếu đồng đầy bình thường. Chúc cho quý khách bốn phương gia đình hạnh phúc rộng đường vinh quang. Còn sau ly kế tiếp rất là cao sang. Chúc cho hai họ vài vang muôn đời. Còn các ly phía dưới đời người. Chúc cho đôi bạn nghìn đời với nhau. Một lần nữa chúng ta hãy nổ ra một tràng pháo tay để chúc mừng đi nào quý vị ơi. Chai sân banh đầu tiên đã được rót ra rồi, đúng không ạ? Đến với chai sân banh thứ hai, xin được trân trọng kính mời hai em của chúng ta hãy tiếp tục đi nào, xin mời.
Vâng, xin mời cô dâu chú rể của chúng ta hãy tiếp tục đi ạ. Xin mời ạ. Vâng ạ, quá tuyệt vời và hạnh phúc ạ. Xin được trân kính mời hai em của chúng ta hãy tiếp tục đi ạ. Đối với chai thơm phanh thứ hai, xin được trân trọng kính mời hai em. Nửa chai còn lại sẽ rót lên tháp ly và nửa chai còn lại chúng ta sẽ rót ở sau ly bên dưới để dâng lên cha lên mẹ của mình được không ạ? Xin được trân trọng kính mời. Xin vâng, kính thưa quý vị, trân trọng kính mến. Quả đúng thật là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không nâng đầy tình mẹ, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Sau khi rót xong, xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể của chúng ta sẽ dâng lên cha lên mẹ của mình những tình yêu ngọt ngào nhất, điều hiếu nhất của đời mình được không ạ? Xin được trân trọng kính mời. Ngày vui hai con hạnh phúc, ly rượu hồng chúc phúc mẹ cha, vì con cha mẹ sống già, ơn sâu nghĩa nặng như là biển đông. Hai tay dâng chén rượu hồng, kính mời cha mẹ ghi lòng chúng con. Sau khi mời ba mẹ xong, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình của chúng ta sẽ quay vòng tròn lại với nhau để chúc nhau đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Số mà em của mẹ cho phù đại cô đấy nọ, mình đi cả buồn ếm buồn này nọ, hay lô làn có để cáo mới hoặc phò hoặc mẹ họ nải họ niêm họ bị đồng tinh này, họ dùng các tờ áo gắn khái lẩu bay bom tìm bom các số mày em của mẹ đấy. À sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng rót ra những chén rượu của mình thật là đông đầy được không ạ? Chủ có ơi, lẽ lẩu nữa, bác ở pin đồng là kính làm bán đó pin đồng nữa. À sau khi rót xong xin được trân trọng kính mời. Sau đây cáo mới số mày em của mẹ cho phù đại cô áo gắn tứ cư này báo số mày em của mẹ ơi. Ông cắn tướng khửn kín chén lẩu sung sướng nâng nặng tay hướng nó bị nòng đó. Bớt sướng bớt phải hướng nó bị nòng đó, ông cắn tướng khửn đó. Sao mới đó. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời. Cô dâu chú rể sẽ tiến về phía trung tâm sân khấu để làm nghi lễ uống rượu ra bôi ạ. Xin được trân trọng kính mời hai em ạ. Vâng ạ, xin mời hai em của chúng ta sẽ quay mặt vào nhau ạ. Bị nòng ơi, mi lẩu mấy lẩu ạ, bị nòng ơi. Lấy bầu pin ông ơi, lấy bầu pin ông ơi. Anh em ơi. Quý vị ơi. Tăng y tế cửa anh kín lẩu nó tròi nhà nương này. Cả áo năn đâu. Ơi ơi xin đây nào nào. Các bà tăng xuống em bả nữa, bắt đầy lẩu quá nào. Hồ nó pin ông nó, hồ to khởi nó pin ông nó. Chúng ta càng hồ to thì cô dâu chú rể của chúng ta sẽ càng hạnh phúc. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Càng hộp mình bấm nào. Chết xứ đời nó im. Bị đồng ơi, hả mắt tèo nó bị đồng nó. Dô lâu nó. Nên thuần khuê cái này lẩu, nên hả thuần khuê chọn chén lẩu đang có đấy mày. Hả mắt MC kín lẩu, hả mắt đang khẽ, hả mắt tèo xế. Anh em ơi. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc. Hảo khăn siềng sáng nay em bỏ mẹ cho phù lại con nữa. Hàng xưa mí mi xưa tay nữa, hàng xưa tập bẻ khỏe xưa tập quàng nữa. À, xin mời gia đình của chúng ta cùng uống ạ. Quá ấy, ông lão mày thuận khuê kín bên năm bàn mày biết không ấy? Muốn cái này nọ. Dạ vâng, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến. Như vậy là buổi lễ ra mắt của cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Sau đây để tỏ lòng cảm ơn đến vị quan khách, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình cũng như cô dâu chú rể hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ trở về từng bàn tiệc để chúc rượu cũng như để cảm ơn từng.
bên luôn.